Chúng ta là quý trên anh nên đi đi anh nên đi làm công an xã. Anh đi làm công an xã anh nói đi ăn trộm. Mẹ chiến biết chiến lên ghé nhà quả gì cái nhà bữa mới ghé lên mượn sổ đâu bạn bê lê đấu bạn bê lê. Cũng là mấy ba mươi rồi à. Nếu bạn mới lê á. Bạn mới lê thì 30 rồi đó. Ừ. Còn hai năm ba mấy hả? 33. Tuổi gì? Tuổi khỉ, tuổi thân. 7 hả? Anh Bảy hình như là sinh năm 77 không á hai? Ừ. Rồi 45 rồi. Nằm dọc liền giờ đó chị. Dạ. Anh thấy mà cây nhãn mà thấy chỗ bông là anh thấy nó gần tới đám giỗ bà cố rồi đó. Dạ ăn cơm với mắm kho. Mắm kho ngày hôm qua. Ngày hôm qua bé Lê nó về, bé Lê nó này ba mẹ nói thôi giờ chiên bánh xèo. Cái tập ban cái bé Lê nó trời ơi chiên bánh xèo ngán quá ăn gì nổi. Ăn mắm kho. Ngày hôm qua thì mắm kho thịt ba rọi, nay mắm kho ăn với cà tím. Bỏ cà vô. Bữa là muốn kho ăn. Với rau, với ba cái rau giá, gì, rau sống với gì, cái rau gì mà nó giống như rau chóc nhưng mà lá nó nhỏ nhỏ đó thầy. Mèo. Dạ. Mèo. Mẹ mua. Ừ. Nhiều đó đó. Lúc này về tu lúc này không ăn thịt cá toàn là ăn rau với củ. Bữa lễ đi ngoài Vũng Tàu nó mua hũ trao gì mà nó màu xanh màu phải màu màu tím á trao khoai môn ăn cũng được chứ. Tại chưa ăn. Ăn quay ở trong nhà ngon hết chứ vậy. Nên dân. Dân á. Mà ba nói mấy cái chao bây giờ ăn em thấy ghê đây bây giờ chao nó làm trong hộp mũ thôi chứ không có làm như hộp. Cái keo như. Dạ, mũ. Mũ không à. Ba nói ăn ba đó là độc sợ. Bây giờ làm gì vậy? Mấy té phá cái mũ không á. Cái mũ không á. Bữa ở đây gì nước mắm cũng ngủ. Ừ. Kỳ nhưng mà kỳ bé Lê nó đi ra ngoài đâu kỳ Phan Thiết hay Nha Trang gì đó không biết nữa, nó đi Phan Thiết hay gì đó. Bà ngoại thì nó bán nước mắm bằng nó làm bằng chai. Ừ. Tại giờ cho nó không có làm được cái tỉnh nữa. Dạ. Cái tỉnh nhỏ nhỏ vậy hả? Ừ. Mà nó quét vô trắng quá cái tỉnh mà dụng nước mắm á. Dạ. Ở ngoài nó làm như là mang cái tô ở ngoài quét vô. Dạ. Cái nút nó đậy xuống cái nó tét thì mang lại. Cái mình mua gì mình bỏ cỏ cho nó cái bát ra. Ừ. Cái mình về mình đựng đồ luôn. Cái tỉnh thì nó xấu lắm chứ không phải là
Dạ. Cũng phải nghe lắm được chưa? Trước quên nhà còn còn có mấy cái á? À, giờ không có. Rồi đất mắm đây cũng bệnh nha. Dạ. Dạ. Dạ, mà nó làm mè, nó có mè, nó sơn ngoài. Rồi ở ngoài nó biết. Dạ. Cái mình lấy cái đó mình nhận dưa chua luôn cũng rất xuống. Dạ. Bữa bé Lê nó mua ngoài nhà Phan Thiết, nó mua một thùng 6 chai. Nó trển nó đem về, nó đem chai ngủ cái gì không, chai thủy tinh. Dạ. Đem về nhà 2 chai, trển 2 chai rồi cho bà chủ 2 chai chơi nè. Dạ, đi với siêu thị á.